Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ phối ghép một cái rề bào của Nhật Bản ghép với một đôi loa Mỹ. Và đôi loa Mỹ này nó rất là đặc biệt, đó là đôi loa tĩnh điện. Loa tĩnh điện thì cái chắc các bạn cũng đã ít nhiều nghe tới một lần rồi. Đây là một cái dòng loa mà nó sử dụng cho bass thì bình thường thôi, nhưng mà cái trét thì nó không giống như trét mà chúng ta hay xài, những cái loa trét giấy, trét đôn hay là trét điện, mà là trét ribbon. Trét ribbon là nó một cái dãy ru băng dài, và trên đó nó có phân bố hai điện cực trái dấu để nó tạo ra cái rung cái màng, một cái màng dài này thì nó tạo ra âm thanh rất là chuẩn xác, và đặc biệt âm hình nó rất là rộng, nó rộng hơn trét đơm và trét giấy, trét điện rất là nhiều. Cặp loa này thì nó cao 1m9, thùng nó rất là nặng, nó nặng nhất là cái phần thùng này, chứ mình nghĩ cái đế cái phần ribbon này thì nó không nặng lắm, phần thùng này khá là nặng. Tuy là trong thùng nó chứa cái bass 25 thôi, nhưng mà không hiểu sao nó làm nặng như vậy. Hãng Carver thì nó rất là nổi tiếng về rề bao âm ly. Loa thì nó cũng có không quá nhiều, nhưng mà riêng về cái loa tĩnh điện này thì rất là hiếm luôn. Model của nó là AL3 Plus. AL3 Plus. Plus là cái dòng nối tiếp của dòng AL3. Gần như nó không khác gì nhau. Còn bộ rê bao Pioneer này thì hôm bữa mình giới thiệu kỹ lắm rồi, mình cũng đã test âm thanh rồi, bữa nãy mình test với cặp loa này để các bạn thấy sự đa dạng của cái bộ rê bao này. Loa tĩnh điện thì nó không có gì chơi, không quá khó, nhưng mà cái bộ rê bao này thì nó kéo vô từ những dòng loa khác, từ loa toàn giải, loa 3 đường tiến, 4 đường tiến, 5 đường tiến, loa bass 30, 40 và loa tĩnh điện nó chơi cũng được. Cái bộ này khá là mới và có kèm luôn các radio nữa. Bộ này 14 triệu, còn cái loa là 25 triệu. Bây giờ mình sẽ test âm thanh cái bộ đôi này nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xưa.